Kính thưa quý vị, chẳng bố mẹ nào sinh con ra đã đặt lên vai con trách nhiệm phải phụng dưỡng mình. Xã hội hiện đại khiến quan điểm tuổi già dựa vào con cái cũng dần có sự thay đổi. Người già không muốn phụ thuộc vào con. Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc chăm sóc cha mẹ khi họ già chưa? Bạn đã bao giờ nghĩ xem mình có thể dựa vào ai nếu một ngày nào đó bạn già đi? Có câu chuyện như thế này, quý vị hãy cùng lắng nghe nhé. Khi về già, tôi kiên quyết không sống chung với con. Cách đây vài năm, tôi mới lập gia đình, mẹ tôi về sống với tôi một thời gian. Một buổi tối khi chúng tôi xem một bộ phim gia đình về cuộc chiến giữa mẹ chồng và con dâu, tôi buột miệng, sau này về già sẽ không sống với con, thà dành dụm tiền đi viện dưỡng lão còn hơn. Mẹ tôi trầm ngâm một lúc rồi nói, cha mẹ coi con cái là tất cả, con lớn rồi thì không cần cha mẹ nữa. Vài năm sau, tôi nghỉ việc và hợp tác với một vài người bạn trong một dự án viện dưỡng lão, cụ thể là hỗ trợ cuộc sống cho những người già sống cô đơn, cần được chăm sóc. Điều đã thúc đẩy tôi làm điều này, ngoài những gì mẹ tôi nói hồi đó, là cuộc gặp tình cờ một ông lão vào một ngày mưa. Hôm đó mưa rất to, ai cũng lo lắng chạy xe về nhà, một mình ông lão đứng dưới mưa cầm ô. Khi đi ngang qua ông, tôi dừng lại hỏi, chú ơi, trời mưa to thế này, sao chú không về nhà, lỡ trượt chân ngã thì sao? Ông vui vẻ nhìn tôi và nói, cảm ơn. Tôi bị bối rối vì lời cảm ơn và dắt ông đến tán cây bên cạnh. Ông lão nói, cô gái, cô biết không, tôi ở nhà rất buồn chán, tôi đi ra ngoài để tìm người nói chuyện, may mắn đã gặp được cô rồi. Ông lão với những đốm đồi mồi cười toe toét như một đứa trẻ. Ông lão tâm sự, ông có một người con trai rất hiếu thảo nhưng lại đi làm ăn xa. Vợ ông đã mất cách đây vài năm, nhiều lần con trai ngỏ ý muốn đón ông lên ở cùng nhưng ông không đồng ý. Tôi không muốn rời thành phố đã sống bấy lâu nay. Hơn nữa, tôi sợ mình sẽ khiến vợ chồng các con mâu thuẫn. Ông tâm sự. Ông lão sống một mình trong căn hộ hai phòng ngủ rộng 80m², nhà trống trơn. Ông thường xuống nhà tìm hàng xóm chơi cờ tán gẫu. Ông kể, hôm nay ngột ngạt quá nên tôi đi xuống đứng một lúc nhìn người đi đường. Có người đi ngang qua tôi thấy như khách đến thăm nhà, vui quá. Cô gái à, biết gì không, lâu lắm rồi tôi mới đi ra khỏi nhà. Niềm vui của tuổi già chỉ đơn giản như thế, không đặt gánh nặng lên cho con, không sống dựa vào con. Khi tuổi già đến, có rất nhiều điều để học hỏi và chấp nhận. Tôi quyết định làm việc trong một viện dưỡng lão. Trước đó, tôi đã làm việc trong một tổ chức phi lợi nhuận trong 5 năm. Ý định ích kỷ của tôi là khi về già, tôi có thể làm những việc mà tôi cảm thấy thú vị với một nhóm bạn cùng chí hướng trong viện dưỡng lão của mình, ít nhất là không quá cô đơn. Hãy nghĩ về tuổi già, thông thường có thể ở độ tuổi 60 đến 80, có rất nhiều điều mà người già phải học. Nhận ra mình già thật rồi, ăn chậm, chống nghẹn, đi chậm, chống ngã. Đừng quan tâm chuyện này chuyện kia, hãy lo cho bản thân mình. Đừng coi mình là gánh nặng, thế hệ này không ai trải qua khó khăn gian khổ, và tôi tin rằng chặng đường cuối cùng của cuộc đời sẽ trôi qua một cách dễ dàng. Khi chất lượng cuộc sống vô cùng kém, hãy dám đối mặt với cái chết và từ giã cõi đời. Tôi cũng thấy rằng, về già chỗ dựa tinh thần được cho là quan trọng nhất. Đừng đánh giá thấp tầm quan trọng của hai chữ tinh thần đối với người già. Chẳng lẽ người già không cần thỏa mãn tinh thần hay sao? Một cụ già đã từng nói tôi rằng, nếu bạn có thân hình đẹp khi về già, đôi chân vững và hàm răng đều, thì bạn sẽ may mắn hơn là gặp một cô gái xinh đẹp khi còn trẻ và đem lòng yêu cô ấy. Nhiều người già không đi lại được là nhóm người cô đơn nhất. Sự phụ thuộc lớn nhất của chúng ta khi về già. Trong những ngày điều hành viện dưỡng lão này, ngày nào tôi cũng nói chuyện với những người già, người mất bạn đời, người mất người thân, người mất nhà cửa. Tôi dần dần phát hiện ra rằng, nhiều khi muốn thực sự giải tỏa nỗi cô đơn, không phải vì con cái luôn ở bên, không có người giúp việc theo sát, không phải vì tiếp tục cho tiền, mà là để chúng bận rộn và chu toàn. Chẳng cha mẹ nào sinh con ra mà đã đặt lên vai con cái trách nhiệm phải phụng dưỡng mình cả. Họ chỉ mong muốn con cái đóng góp cho cộng đồng và xã hội, sau đó mới nghĩ đến mình. Việc con cái có nhận thức được những điều đó không mà phấn đấu mới quan trọng. Viện dưỡng lão là một phần trong xã hội hiện đại.
nó sẽ giúp cho những người bận rộn với công việc không có nhiều thời gian bên cha mẹ tập trung cho trách nhiệm của họ. Tôi thích nghề nghiệp hiện tại từ tận đáy lòng mình. Tôi thường đưa mẹ đến trung tâm cho mẹ tham gia dàn hợp xướng, tập thể dục nhịp điệu và trò chuyện với những người già khác. Một hôm, tôi gọi điện về cho cha mẹ, mua thêm đồ ăn buổi tối. Bạn tôi muốn đến ăn cơm ở nhà. Mẹ từ chối tôi và nói, các con đi ăn đi, hôm nay mẹ không có thời gian, mẹ phải tập dượt. Tuần sau mẹ sẽ đi biểu diễn cộng đồng. Đột nhiên, tôi cảm thấy bình yên trong lòng. Mẹ tôi từ chối vì bà đã có cuộc sống riêng khi về già. Tôi không phải là tất cả đối với bà. Bà là một người phụ nữ độc lập, sống cho chính mình. Tôi hy vọng rằng vào cuối đời, sự phụ thuộc lớn nhất của tôi không phải là con cái, mà là sự sung mãn và phẩm giá bên trong. Bản thân mình, cụm từ này không đáng buồn, cũng không gây gớm gì cả. Tất cả phụ thuộc vào cách bạn sắp xếp tuổi già của mình. Khi tôi già, tôi nhất định không dựa vào con cái, tôi sẽ chỉ dựa vào bản thân mình. Quý vị thân mến, muốn sống tốt trên cuộc đời này thì phải học cách từ bỏ một số thứ không cần thiết. 1. Vứt bỏ những thứ không cần thiết để an nhàn về già. Cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Có lẽ khi còn trẻ, chúng ta luôn có nhiều va vấp, trải qua những thăng trầm. Nhưng khi đã có tuổi, chúng ta nên học cách đối xử tốt với bản thân và cho mình một cơ hội để được hạnh phúc, quẳng gánh lo đi để vui sống. Người bước sang tuổi trung niên, sẵn sàng vứt bỏ 4 điều này thì những năm tháng sau sẽ an nhàn sung sướng. Vứt bỏ những lời phàn nàn. Nhiều khi chúng ta luôn suy nghĩ xem mình nên phàn nàn điều gì. Phàn nàn về công việc không suôn sẻ, phàn nàn về người chồng không tốt, phàn nàn về xã hội quá khắc nghiệt, nhưng không bao giờ tìm ra lý do ở chính mình. Phàn nàn không chỉ xuất phát từ thất vọng trong cuộc sống, mà còn là những thất vọng ở bản thân. Nhưng đến năm 40 tuổi, bạn sẽ bắt đầu hiểu liệu những lời phàn nàn này có thực sự có ý nghĩa hay không. Thế giới khách quan và công bằng tuyệt đối với tất cả mọi người. Khi bạn than phiền là bạn đang chống lại cả thế giới. Điều đó không những vô ích mà bạn còn đang tự hành hạ bản thân mình. Vì vậy, khi bước vào tuổi trung niên, việc buông bỏ lời than phiền là điều duy nhất để lòng bình tâm, an yên sống. 3. Vứt bỏ suy nghĩ bi quan. Đời người sẽ có nhiều va chạm, gập ghềnh, nhưng cuối cùng đều có thể giải quyết được. Đây chính là chân lý. Nhưng tại sao nhiều người lại bỏ cuộc giữa chừng hoặc đầu hàng trước thất bại? Đó thực chất là suy nghĩ bi quan trong công việc, trong các mối quan hệ. Sau tuổi trung niên, chúng ta phải biết vứt bỏ những suy nghĩ bi quan này. Cách để tồn tại là học cách đối mặt với cuộc sống bằng một nụ cười. Vứt bỏ trái tim mềm yếu. Khiếm khuyết lớn nhất của một người là trái tim quá mềm yếu. Nhiều người nói đây là vì lòng tốt. Nhưng bạn phải biết rằng lòng tốt này rất có thể sẽ hủy hoại phần đời còn lại của bạn. Quá mềm yếu không phải là điều tốt. Khi gặp phải những yêu cầu vô lý từ người khác thì nên từ chối một cách dứt khoát thay vì thiếu quyết đoán, để rồi lại đưa ra quyết định sai lầm. Con người đến tuổi trung niên đừng mềm lòng theo ý mình. Đôi khi lời hứa của bạn có thể gây ra nhiều rắc rối cho chính bạn. 5. Vứt bỏ những người, những thứ không xứng đáng. Khi một người đến một độ tuổi nào đó, hãy suy nghĩ thật kỹ. Trong đời có bao nhiêu người bạn chân chính đáng để hàn huyên? Có bao nhiêu tình cảm khó quên? Đó là những hành trang quý giá nhất trong đời. Ở tuổi trung niên, bạn phải học cách vứt bỏ một số người và những thứ không quan trọng, không có ý nghĩa gì đối với bạn. Nếu không buông bỏ, sẽ trở thành gánh nặng. Buông bỏ được sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Hãy bình tĩnh và suy nghĩ xem điều gì khiến bạn buồn phiền. Những điều không đáng giá, hãy vứt bỏ đi và thư giãn. Muốn sống tốt trên cuộc đời này thì phải học cách từ bỏ một số thứ không cần thiết. Vứt bỏ mọi gánh nặng cản trở bước tiến của mình. Gói nhẹ lại, an vui tuổi già. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Cuộc đời là một hành trình, một quá trình liên tục từ khi sinh ra cho đến khi chết đi. Và nó nghỉ hưu không phải là kết thúc, nó chỉ là một bước ngoặt trong cuộc hành trình. Một khi bạn đạt đến bước ngoặt này, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách. Những thách thức này bao gồm các vấn đề kinh tế và tài chính, đặc biệt là làm thế nào
để bảo vệ và quản lý tiền tiết kiệm, hưu trí của mình. Đối mặt với những vấn đề này, nhiều người lớn tuổi có thể cảm thấy bối rối và một số thậm chí có thể cảm thấy lo lắng và bất lực. Một số người cao tuổi dễ mắc phải sai lầm khi tin tưởng con cái quá mức và để chúng biết hết mọi thứ về mình, đặc biệt đó là tiền tiết kiệm. Trong cuộc sống thì ai cũng muốn tỏ ra mình mạnh mẽ, nghĩ rằng làm như vậy, sống sẽ dễ dàng hơn và giành được sự tôn trọng của mọi người. Nhưng mà trên thực tế, bất cứ lúc nào, một người cũng nên học cách thể hiện sự yếu đuối một cách đúng đắn để có thể sống ổn định, đặc biệt là ở tuổi già. Hãy ngừng giả vờ là người toàn năng. Dù con cái có quan hệ huyết thống gần gũi nhất, nhưng sự cho đi của bạn chưa chắc cuối cùng sẽ nhận được tình yêu mà bạn xứng đáng nhận được. Có câu chuyện như thế này, bác Quách rất hối hận về những quyết định ban đầu của mình. Giờ ông đã gần 70 tuổi, cuộc sống của ông không hề dễ dàng một chút nào. Ông có 3 người con, 2 con gái và 1 con trai. Ở thời đại bác Quách, quan điểm gia trưởng rất là nghiêm trọng. Dù điều kiện gia đình không tốt, nhưng họ vẫn sẽ cố sinh thêm con. Đối với tình yêu dành cho con trai của mình, bất kể chuyện gì bác Quách đều sẵn lòng. Ông không phủ nhận mình cũng có tư tưởng gia trưởng, nhưng trong cuộc sống, ông cũng cố gắng hết sức để 2 cô con gái được giúp đỡ và yêu thương. Khi con gái kết hôn, bác Quách trả lại toàn bộ quà hồi môn mà nhà chồng cho con gái, đồng thời cho con tiền sửa sang nhà cửa. Khi con trai học đại học, hàng tháng bác Quách lo mọi chi phí sinh hoạt, còn bản thân mình thì sống tiết kiệm, một chiếc áo khoác có thể mặc hơn 10 năm, thậm chí đôi giày đã hỏng mấy lần nhưng ngại thay đôi mới. Khi con trai chuẩn bị kết hôn, bác Quách cũng đã lấy được gần hết số tiền tiết kiệm để chuẩn bị cho quà đính hôn và phòng tân hôn cho cậu. Với tư cách là một người cha, bác Quách cảm thấy mình đã làm hết sức mình. Ông làm vậy với hy vọng khi về già có thể nhận được sự báo hiếu. 60 tuổi, bác Quách vẫn còn rất khỏe mạnh. Ông cũng có mối quan hệ rất tốt với con trai của mình và hoàn toàn tin tưởng vào con. Nhưng không ngờ cuối cùng, sự chân thành của ông lại trở thành mối nguy hiểm tiềm ẩn. Cậu con trai biết bác Quách có rất nhiều tiền tiết kiệm. Mỗi khi thiếu tiền thì đều nhờ bác giúp đỡ. Trong một thời gian, cậu dồn hết tiền vào đầu tư, nhưng mà tất cả lại thất bại. Khi không thể trả tiền thế chấp, cậu giả vờ đáng thương để bác Quách mềm lòng đưa hết thẻ lương cho cậu. Tuổi tác ngày càng cao, sức khỏe của bác Quách thì ngày càng trở nên trầm trọng, đặc biệt sau cái chết của vợ, cuộc sống của bác càng khó khăn hơn. Giờ không có tiền ăn, bác Quách chỉ biết xin con, nhưng thái độ của con thì lại rất dửng dưng. Nhiều lần ông phải vào viện vì bệnh hút, nếu không được bà con lối xóm giúp đỡ lo tiền thuốc men thì có lẽ ông đã không được chữa trị kịp thời. 2 cô con gái đã lập gia đình, đều đi làm hoặc chăm con nhỏ nên cũng không có thời gian để chăm sóc cho bác Quách. Khi nhìn thấy bạn cùng phòng bệnh có con cái đều đi làm ăn nơi khác nhưng có tiền thuê được y tá, được ăn no mặc ấm, bác Quách cảm thấy hối hận và tủi thân buồn bực. Giá như ông không có ngốc như vậy mà đối xử thẳng thắn với con trai mình. Trong mắt bọn trẻ, sự đóng góp của bác Quách chỉ là việc tất nhiên phải làm, chúng chưa bao giờ biết ơn. Bác Quách vừa khóc vừa nói với bạn cùng phòng: điều mà tôi hối hận nhất trong cuộc đời này là đã nói với các con rằng mình có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Những năm tháng sau này tôi mới khổ sở đến như vậy. Khi về già, bạn có nên nói với con cháu về khoản tiết kiệm của mình không? Câu trả lời của bác Quách đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho nhiều người. Tình cảm gia đình cũng rất thực tế. Đừng ghim tất cả những hy vọng vào năm tháng sau này vào con cái. Yamada Monkey đã từng nói: một người sẽ gặp được nhiều người trong cuộc đời, nhưng có rất ít cuộc gặp gỡ thật sự đẹp đẽ. Tình cảm gia đình là thực tế. Muốn cuộc sống sau này tốt đẹp hơn thì không nên nhờ cậy vào con cái. Bác Quách là một bài học đau đớn. Khi nằm trên giường bệnh, 3 đứa con không ai đến chăm sóc, trên người cũng chẳng có tiền. Vì quá tin tưởng, bác Quách đã mất tất cả. Vì vậy, dù mối quan hệ giữa bạn và con cái có tốt đẹp đến đâu, hãy nhớ giữ cho mình một số bí mật nho nhỏ, đặc biệt là tiền tiết kiệm, để các con biết lao động, vượt qua cám dỗ của đồng tiền. Quý vị thân mến, cuộc sống khi về già là một thử thách mới đối với nhiều người cao niên. Ngoài việc đối mặt với các vấn đề về sức khỏe thể chất,
họ cũng cần xem xét cách xử lý hợp lý tài sản hưu trí và lương hưu. Đây có thể là một nhiệm vụ khó khăn đối với những người cao tuổi, thiếu kinh nghiệm. Nhưng trong bài viết ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ với quý vị và các bạn một số cách đơn giản và hiệu quả để bảo vệ và quản lý khoản tiết kiệm hưu trí của bạn. Cần nhận ra rằng lương hưu của bạn là sự đảm bảo cho cuộc sống tương lai của bạn. Vì vậy, bạn cần lưu giữ và quản lý chúng đúng cách. Cách tốt nhất để làm điều này đó là ký gửi chúng tại một ngân hàng hoặc tổ chức tài chính an toàn, bảo mật. Ngoài ra thì bạn cần đảm bảo rằng các tài khoản hưu bổng của mình được quản lý một cách tốt và bạn có quyền truy cập sẵn sàng vào các quỹ khi cần. Một số người nổi tiếng cũng đã nói về cách quản lý tài sản của họ. Ví dụ, Franklin từng nói, đầu tư vào bản thân là khoản đầu tư tốt nhất. Điều này có nghĩa là chúng ta nên đầu tư tiền của chính mình vào bản thân. Chẳng hạn bằng cách học các kiến thức mới hoặc tham gia các khóa học, điều này sẽ giúp cho chúng ta tăng vốn nhân lực. Bằng cách này, chúng ta không chỉ có thể bảo vệ khoản tiết kiệm hưu trí của mình mà còn tăng thu nhập trong tương lai. Sau khi nghỉ hưu thì việc quản lý và lưu giữ tiền gửi hưu trí là rất quan trọng. Chúng ta cần chăm sóc tốt các quỹ hưu trí và tiền tiết kiệm của mình, đồng thời quan tâm đến việc đa dạng hóa rủi ro đầu tư, theo dõi những thay đổi của thị trường và tạo ý chí để đảm bảo rằng tài sản của chúng ta được quản lý tốt. Là những người già khôn ngoan, chúng ta nên lập kế hoạch tiết kiệm, hưu trí hợp lý để đảm bảo cuộc sống tương lai của chúng ta sẽ tươi sáng hơn. Trong thời đại bùng nổ thông tin này, chúng ta cần thu thập càng nhiều kiến thức về lập kế hoạch tài chính và đầu tư càng tốt. Chỉ khi chúng ta nắm vững kiến thức này và áp dụng nó vào thực tế, chúng ta mới có thể sống một cuộc sống thoải mái và thú vị sau khi nghỉ hưu. Chúng ta hãy luôn nhớ rằng an ninh tài chính và sức khỏe của chúng ta là một phần quan trọng trong cuộc sống hạnh phúc và vui vẻ của chúng ta. Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, đừng ngần ngại chia sẻ với chúng tôi bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Thời lượng của video đến đây đã hết rồi. Quý vị cùng bớt chút thời gian đọc và nhấn nút yêu thích để đăng ký kênh, ủng hộ và cũng là động lực cho đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.